Chào mọi người nhé, chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Em Thương lên sóng giới thiệu review cho cả nhà một cục Kate Kalong 3 hay còn gọi là gõ đỏ này. Cái cục đây thì 2/3 là lõi, mặt dưới kia là 1/3 là rác bám nhé, rác bám kiểu gọi tái sinh. Cục đây thì ít nhất là còn phải em không cân, nhưng mà ít nhất còn 80 cân. Nhất là phải 80 cục đây. Nếu mà cắt bằng bạn mọi người này, dài là 41 phân làm đôn, đục kéo này đều vít nhé. Ngang này, đây ngang 60 này, từ mép bên đây chiều dày 50 mọi người nhé. 48 không phải 48 mà 50 luôn đấy. Đây nó chỉ bị xíu xíu này vào chọc vào mất, em lấy cái ruộng chọc mất 7 phân, đục cóc được mọi người nhé. Cóc thì quá đẹp luôn, cóc đục tượng làm đôi. Cục đây em Thương giao lưu cho cả nhà mình cục này giao lưu cho cả nhà mình là 680 chưa ship nhé mọi người nhé, 680 chưa có cước, ít nhất phải 80 cân mọi người nhé. Ấy, sao này, đồn điên bao đẹp luôn, đục cóc quá đẹp luôn, chất phần quá ok, đục tượng thế. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video nhé.